có thể nói là tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị cũng như là sự quyết liệt trong công tác điều hành của chính phủ và sự đồng thuận của nhân dân là những nguyên nhân quan trọng để có thể phục hồi nhanh phát triển kinh tế như các đại biểu đã phát biểu thông qua đến giờ, và đặc biệt là tác động rất lớn tới việc là có những cái tín hiệu rất tích cực trong việc thu chi ngân sách nhà nước năm 2021 khá hơn rất nhiều so với báo cáo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai. Để triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cũng như những năm tiếp theo, tôi xin có hai ý kiến về hai vấn đề sau đây. Thứ nhất là về ngân sách đầu tư cho giáo dục. Đây không phải là một vấn đề mới, thậm chí là một vấn đề rất cũ, nhưng tôi xin phép được đề cập trong một bối cảnh mới. Với quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển và là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. Luật giáo dục 2019 đã quy định nhà nước ưu tiên hàng đầu cho việc bố trí ngân sách giáo dục và bảo đảm ngân sách nhà nước chi cho giáo dục đào tạo tối thiểu 20% tổng ngân sách nhà nước. Cuối năm 2021, tại quyết định số 30, thì Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022, thì cũng đã quy định định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục, trong đó yêu cầu tỷ lệ tối thiểu chi thường xuyên cho giáo dục, cho hoạt động giảng dạy, học tập là 19% so với tổng chi sự nghiệp giáo dục. Theo tỷ lệ trước đây là 18%, thì như vậy là có tăng lên. Và trường hợp tỷ lệ chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập nhỏ hơn 19% theo quyết định số 30 thì đề nghị là cần phải bổ sung để bảo đảm tỷ lệ chi tiền lương, phụ cấp, các khoản có tính chất lương tối đa phải là 81%. Như vậy, đối với các địa phương có tỷ lệ dân số thuộc vùng đặc biệt khó khăn và vùng khó khăn cao hơn mức bình quân chung của cả nước, thì chi thường xuyên cho hoạt động giảng dạy và học tập phải bảo đảm tỷ lệ tối thiểu là 20%. Đây là những quy định rất mới. Tuy nhiên, qua giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục thì đang có mấy vấn đề đặt ra như sau. Thứ nhất, mức chi cho hoạt động giáo dục tối thiểu 20% so với tổng chi ngân sách nhà nước theo quy định của luật giáo dục chưa bao giờ đạt. Năm 2021 chỉ đạt là 17,3%, và con số này ở giai đoạn 2016-2020 thì tầm du di trong khoảng từ 17,4% đến 18,5%. Thứ hai là về lộ trình giảm chi thường xuyên, ngành giáo dục có đặc thù phần lớn kinh phí dùng để chi tiền lương. Nếu giảm chi thường xuyên theo lộ trình tại nghị quyết số 19 của Trung ương thì sẽ không bảo đảm kinh phí chi lương cũng như chi cho chuyên môn, đồng thời sẽ thiếu nguồn lực để giải quyết các vấn đề như biên chế giáo viên thiếu, vấn đề nhu cầu đào tạo bồi dưỡng giáo viên cũng như là các điều kiện cơ sở vật chất để phục vụ triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Và về lộ trình tính giá dịch vụ giáo dục đào tạo thì giáo dục đào tạo là lĩnh vực ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Nếu thực hiện theo đúng lộ trình đến năm 2021, phải tính đủ chi phí theo tinh thần nghị quyết số 19 của Trung ương, thì học phí chắc chắn sẽ tăng cao và sẽ gây áp lực cho học sinh và gia đình. Vấn đề này thì cứ trước thềm mỗi năm học mới thì chúng ta cũng đều nghe ý kiến từ cử tri. Thứ ba, theo quy định về phân cấp ngân sách, việc bố trí ngân sách cho giáo dục đào tạo ở các địa phương hiện nay không giống nhau. Có những tỉnh, qua chúng tôi giám sát thì thấy rằng là có rất nhiều tỉnh là tỷ lệ chi cho hoạt động giảng dạy, học tập thì chiếm tỷ lệ rất thấp, thậm chí dưới 10%. Nhưng cũng có những địa phương có nguồn thu lớn thì chi cho chuyên môn trong tổng chi thường xuyên đối với giáo dục là trên dưới 30%. Những sự khác nhau trong cái chi cho hoạt động giáo dục ở các địa phương cũng cho thấy rằng chất lượng giáo dục nó sẽ không bảo đảm công bằng giữa các địa phương. Từ đó tôi đề xuất là Quốc hội và Chính phủ cần phải có sự cân đối và bảo đảm thực hiện dự toán ngân sách nhà nước hàng năm cho giáo dục đào tạo không dưới 20% theo quy định của luật giáo dục. Và thứ hai là ưu tiên bố trí sắp xếp các chương trình, đề án, dự án của ngành giáo dục vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, cũng như các cái chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm ưu tiên bố trí kinh phí thường xuyên phục vụ cho triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, đáp ứng được yêu cầu từ con người cho đến cơ sở vật chất. Và thứ ba là đối với kinh phí thường xuyên cho giáo dục đào tạo ở những địa bàn vùng khó khăn thì chúng tôi cũng đề nghị là cần phải có hỗ trợ từ Trung ương để bảo đảm cho các địa phương có thể là bố trí tối thiểu 19-20% chi cho hoạt động chuyên môn giảng dạy theo đúng tinh thần nghị quyết 30 của Chính phủ. Vấn đề thứ hai tôi muốn đề cập đó là vấn đề chống lãng phí qua câu chuyện về giá sách giáo khoa mà từ hôm qua đến giờ rất nhiều đại biểu đã đề cập tới. Và Bộ trưởng Bộ Giáo dục thì cũng đã có giải trình trước Quốc hội.
Vấn đề này cũng không phải là vấn đề mới, đã được đề cập nhiều tại diễn đàn Quốc hội và cũng tốn không ít giấy mực thời lượng của các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình, nhất là vào thời điểm chuẩn bị cho năm học mới. Tôi cho rằng những lý giải liên quan tới câu chuyện xã hội hóa, việc biên soạn sách giáo khoa hay vấn đề giấy mực nó là đẩy cái giá sách giáo khoa lên. Nhưng có một nguyên nhân nữa, đó chính là số đầu sách trong từng bộ sách tăng hơn rất nhiều so với sách cũ. Và đối với các gia đình có nguồn thu nhập thấp thì việc mỗi năm học đến cần chi phí cho con em đi học là một gánh nặng. Và điều đó đã được phản ánh rất nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ rằng là việc tuyên truyền cũng như có những giải pháp để tăng cường cái ý thức tiết kiệm chống lãng phí trong việc mua sắm sách giáo khoa là một trong những giải pháp cần làm. Cụ thể là nguyên nhân đẩy sách giáo khoa của các lớp lên 2-4 lần không phải chỉ vì chi phí tăng trên từng đầu sách mà là do số lượng đầu sách. Vì vậy, đề nghị là Bộ Giáo dục Đào tạo cần có quy định những sách nào là sách giáo khoa bắt buộc phải mua và những sách nào là những sách tham khảo và cho phụ huynh cái quyền được lựa chọn mua những sách bắt buộc và không mua những sách khác. Hiện nay thì chủ yếu là mua qua các lớp, vì vậy cho nên phụ huynh đôi khi cũng có chịu sự áp lực. Thứ hai là đối với các trường miền núi, chúng tôi rất muốn là cần phải có những cái ngân sách để đầu tư cho sách giáo khoa trong các thư viện, giúp cho những em học sinh con của các gia đình nghèo và dân tộc thiểu số thì có thể mượn sách, không phải đi mua sách. Tôi xin đề xuất như thế, và giáo dục ý thức tiết kiệm cho học sinh từ trên ghế nhà trường là điều cần phải làm. Tôi xin hết.